Trời ơi, thằng nào dở quá. Hồng Ngư. Dạ. Hồng Ngư, ta thánh thời an vàng cùng sống. Chàng
Trước tiên là ta để đáp tạ ơn chàng đã cho ta ăn bát cơm vừa rồi. Và sau nữa ta cảm động lòng, chàng vì nhà nghèo cho nên bị người ta hất hủi, phụ rãi ân tình. Bây giờ ta giúp cho chàng hàng duyên lại cùng với lại tối qua nương tiểu thơ, và giúp cho chàng sau này lên kinh ứng thí. Giúp bằng cách nào? Ta không biết, bởi vậy ta mới nhờ em. Nè công chúa nè, công chúa là người thủy tộc, còn người ta lỡ chúng trần gian, thì cho nên em nói qua cho người đàn ngà hay. Chớ bận biểu làm chi, cho nơi dương đàn nghe. Anh em, tao trở về cho gấp mê. Về hả? Ta không sao, không thể quay về nơi thủy dưới. Ta ở lại dương trần, giúp nó người đáp tạ thâm ân. Không được. Sẽ nhờ Hồng Ngư giúp kia.
hồng ngư. Giờ ta từ xin kiếm biệt hồng ngư, nơi thế giới đời tinh lành của chị. Nếu mai đây có đèo chỉ xài đơn, hãy gọi hồng ngư em tiếp ứng cho ai. Hồng ngư, em hãy chờ tin chị nơi thủy tộc, còn nơi chốn dương trần này để ta giúp cho chàng đó nha. Người đồng tỉnh đó kìa, nhớ nha. Nhớ nha. Công nương nhớ giả tố qua nương. Em trở lại thủy cung, nếu mai đây có điều chỉ xảy đến, xin cứ gọi hồng ngơ tiếp ưng. Tạm biệt. Xin tạm biệt, hẹn ngày tái ngộ. Tạm biệt. Chốc lát nữa là quên rồi, phải giả ra tố qua nương tiểu thơ mới được. Nam mô Di Lượng Thọ Phật. Dạ. Nam mô nam mô nam mô nam mô. Trời mặt quá. Trời mặt tố qua nương sao để tôi nhớ lại coi. Trời ơi. À, cho tôi giả thành tố qua nương tiểu thơ nơi chốn gia trang này. Dạ. Dạ xin thầy giúp con dạ. Hồ biến. Được rồi. Làm gì? Thì ra đây để gặp công tử. Gặp tôi? Gặp tôi có chuyện gì? Tại vì lão bá thương tình tôi, cho nên cho tôi ra cái hồ thủy tạ này để học ôn nhuận kinh sử. Tôi ra đây tôi ôn nhuận kinh sử rồi, thì thôi cô nương tha giùm tôi đi. Tại vì thân tôi nghèo lắm, không có xứng đáng đi cùng ai nên duyên tần tấn được. Tiểu thơ đã nói như vậy rồi, thì thôi để cho tôi học đi, cô đừng có ra gặp tôi làm gì nữa. Không, Đinh Phong công tử, người đã hiểu lầm rồi. Và xin chàng đừng gọi thiếp là tiểu thơ nữa, mà hãy gọi thiếp là tố qua nương. Chàng đến nhớ, thiếp và chàng đã có ba tự niên. Cảm lời xưa thể đã biết rồi và vừa rồi tôi ở đây có gặp ba phụ và ba mẫu để tỏ qua tất cả sự tình à. Bởi chàng đã trách lòng thiếp đây, bởi vì mẹ không thể đổi thay.
lời nàng mới vừa nói ra là những lời chân thành, từ đây tim của nàng phúc ra. Tôi tương ngỡ rằng nàng tham sáng cũng có quên nghĩa giống tình ngày xưa, nỡ đuổi xua kẻ này. Không, người ta đâu có nỡ đuổi xua chàng đâu, bởi vì thiếp làm như vậy là để thiếp đáp tạ. Có kìa. Thiếp nói là đáp tạ ơn ngày xưa cha mẹ của chàng đã giúp cho cha mẹ của thiếp. À, có nghĩa là nàng muốn đáp tạ cái ơn hồi xưa cha mẹ đó phải không? Đúng vậy rồi. Mà cái bữa hôm mà gặp mặt á, nàng hả, nàng mắng mặt ta như là tát nước đó. Nàng nói nghĩ sao mà ưng ta, ta là tiểu thơ, ta giàu sang, còn nàng chàng càng nghèo khó đuổi người ta. Không phải đâu. Tại vì thiếp thử thôi mà. Hơn nữa thiếp nói như vậy là để thử lòng dạ của chàng. Nhưng mà không ngờ chàng quả thật là một nho sinh. Bây giờ chàng ơi, bây giờ mình phải giả vờ như vậy. Giả vờ sao? Giả vờ thì coi như trước mặt mọi người là coi như là mình không có phải là tờ Bắc Tự Nhiên Tranh Hứa Hôn. Nhưng mà sau đó ý cha mẹ của thiếp làm muốn cho chàng phải ôn nhuần kinh sử. Ôn nhuần kinh sử. Sau khi nào bản đồ Hổ Danh Đề rồi á, thì thiếp và chàng nghĩ đến chuyện trăm năm, được không? Ồ, hóa nghe bao lời ai, lòng ta sướng vui. Ơi hỡi nàng tiên nữ, cơ duyên tấn tầng hòa chung ước vào tình sát son bên. Nàng đừng để tình ta ôm trọn nỗi buồn. Ta nguyện cùng với ai nên nghe nghĩa cao trầu. Ở nơi đây đất trời minh chứng, nguyện trọn đời không thể rời xa. Tấn tần giao kết nguyện ba sinh, mai này dầu bể sao đời lòng ta vẫn ôm tròn là tôi bên nàng. Đinh Lan ơi, xin cho thiếp được ngồi nhường Đinh Lan để cho những già lòng tin chờ chàng trở lại.
nàng muốn hỏi gì nàng nói đi. Đinh Lan, Đinh Lan ơi, giữa nơi đây thiết nghĩ rằng tình trời cao chân gian, để nhìn già chàng mệt dẫn kéo xuống rồi sao. Kể từ hôm nay và mãi mãi về sau, ta sẽ kết tình thân hữu, tình nàng với ta muôn đời mãi mãi trọn kiếp, muôn đời không thể mờ phai. Đã nói rồi nha, chàng hết buồn nha. Vậy chưa sao, nhưng mà con cái này nè. Sao vậy? Nhưng mà dù sao đi nữa, ta cũng phải cố ôn nhuần kinh sử. Đúng rồi. Để sau này ta lên Trường An ứng thí, sau đó ta đổ trạng rồi á, thì ta với nàng mới được nên duyên chồng vợ được. Đúng rồi. Với chàng ơi, chàng lại đây ngồi ôn nhuần kinh sử. Rồi á, nghe thiếp nói nè. Sao? Mỗi lần á, chàng không có gặp thiếp ở đây á. Thì sao? À, có rồi. Sao? Thì mỗi lần chàng có buồn, chàng cứ nhìn con cá. Nhìn cá. Ủa cá đâu ta? Ủa à, chắc nó lội lên vòng cái gì? À, nhưng mà cá đi chơi rồi. À vậy hả? Chàng, ủa? Chàng nhớ nha. Khi sao? Mà chàng có buồn á mà không có mặt thiếp ở đây, chàng nhớ nhìn con cá rồi nhìn trò cá. Chuyện với con cá nha. Ủa sao kỳ vậy? Sao tự nhiên thì không có nàng đây? Nhiều khi nó có con cá đó, nó giống như nó trò chuyện với chàng. Chàng gửi những lời tâm sự vào con cá đó. À, nàng nói vậy cũng hay á, nàng nói cũng hay đó. Nhưng mà thôi, ta thấy gì nàng, nàng ơi. Bây giờ á, thường thường á là cái giờ ta học thì giấc tối ta học nó mau thuộc bài lắm. Nhưng mà bây giờ nếu mà hẹn giấc tối thì à, canh ba. Giờ tí canh ba. Đúng rồi, canh ba đêm nay thiếp sẽ hẹn chàng gặp ở nơi đây, nhớ nha. Nhớ rồi, giờ tí canh ba. Nhớ nha. Giờ tí canh ba nhớ nghe chưa? Dạ, nhớ. Không có quên nghe chưa? Nhớ. Trễ là bị đòn đó nghe chưa? Nhớ rồi, tạm biệt. Rồi đi đi. Nhớ nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Đi đó, đi đây. Trời. Tạm biệt. Nhớ nghe. Giờ tí canh ba nghe không? Giờ tí canh ba. Giờ này mà chưa tới nha. Ôi thân thái cuộc đời của ta, trong bóng ai hẹn được trùng quang, đã gì cánh giới qua, trọn ước mơ tái lại cùng ai. Trên trời cao chứng cho tâm hồn ta xiên sao, bao ước mơ về giờ thành nước tròn. Mà giờ này chưa tới là đây người ta giận cho bà coi nè, thiệt tình á. Bữa nào cũng đợi người ta chờ trơn á. Giờ tí canh ba, ta mơ ta ước ta mong ta chờ, ta mơ ta ước ta mong ta chờ, chờ nàng. Tới rồi, trời ơi, tới nãy giờ chờ tới trước mình đó. Đừng 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 đừng. Nổi cái dáng ngồi cũng thấy ghét quá à. Đúng là tiểu thơ mà. Tiểu thơ đại cát thấy không? Ngồi là khác tất ta. Ông trăng đất trăng 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 trăng. Thôi, ông có biết đâu à. Sao hẹn người ta giờ này tới trễ quá vậy? Ừ, trễ rồi nào đâu. Ông biết đâu, giận luôn á. Mày là trăng chút chi mà trễ trận gì về về. Giận sao ông giận? Thôi mà. Mày chàng hứa với người ta là giờ này chàng mới tới. Có cái gì đâu. Nè. Hả? Công tử. Ừ. Tại sao công tử ôm tôi? Giận giận tới trễ giận. Tại sao tới công tử trễ là ân tôi? Giận gái mà. Thôi mà nói nghe nè. Thì tới trễ chút xíu đâu có gì đâu. Đứng lại, đứng lại. Hả? Cái à? Tại sao công tử ôm tôi? Sao công tử gan quá vậy? Sao bữa nay công tử dám ôm tôi vậy? Đâu có che mặt, đâu có ôm gì đâu. Nè,
Che mặt, ừ sao? Không nhớ hả? Nhớ gì? Không nhớ bữa người ta nói sao hả? Nhớ nói sao? Hôm bữa nói rồi đó, mà quên rồi hả? Nó nói quên sao? Nếu mà công tử muốn nhớ thì tôi nhắc công tử được nhớ. Là sao? Tôi có hò, có hẹn với công tử bao giờ? Tôi đã nói rồi, công tử hãy nhìn lại công tử đi. Công tử đâu có xứng đáng với tôi. Để tôi nhắc lại công tử được nhớ. Sen là sen, súng là súng, sen với súng không ở chung bồn. Gà là gà, phượng là phượng, gà với phượng ai chàng ai thiếp. Đĩa đối bày đặt đeo chân hạp. Công tử hãy về đi. À, có phan thiếu thơ, thiếu thơ. Dạ đúng rồi. Ý trời trời Phật ơi. Cái vụ gì kỳ vậy trời? Cái gì mà mới nói là hồi nãy là nói là vì cha mẹ cho nên không có dám nói thương mình. Cái nói thương mình hẹn mình đã. Cái giờ tí canh ba ra hẹn cái chửi tiếp là sao? Cái này khó hiểu à ta. Ủa không lẽ lòng người sao thay đổi lẻ vậy sao ta? Sao lòng người thay đổi lẻ quá? Kỳ lạ vậy ta. Trời ơi, lý nào nàng lại phản nghi thầm ân? Lời hẹn nay lại đổi qua rồi, ta giờ có hiểu cho ta sao nàng lại nỡ tình. Mới vừa rồi nàng nói tiếng yêu đương, giờ này lại trở mặt kia. Ôi sao dám trong lòng không hiểu ý nàng ra sao. Thôi được rồi, kể từ nay ta không bao giờ gặp mặt. Không gặp mặt nàng để kể từ đây. Chớ ai kia trách ta hoài, khi làm gì gặp mặt nhau. Đúng là trò đời, trò đời dấu bể. Thôi ta đây đã hiểu rồi, xin tạm biệt nga người. Không bao giờ gặp mặt nàng nữa đâu. Nè công tử, công tử giật lại nghe tôi nói nè. Nàng muốn nói gì? Tôi kêu công tử bao giờ mà công tử than gian. Để tôi nói cha mẹ tôi ra nói chuyện cùng công tử. Cha mẹ ơi, cha mẹ ơi, cha mẹ, cha mẹ ơi. Gì con? Cha mẹ ơi. Tại sao chuyện gì vậy hả? Con nói mẹ nghe nè. Chuyện gì? Con đâu có hẹn hò với công tử đâu. Ai? Mà công tử ôm con. Ai ôm? Công tử nào? Đinh Phong đó mẹ. Ai ôm? Lại là nó nữa hả? Ai ôm con? Dạ. Mày ôm con tao phải không? Dạ. Ôm không? Dạ. Ôm nữa đi. Cậu đi ôm, sao mày ôm lại ôm? Sao mày ôm vợ tao? Nhưng ôm cái gì khùng? Sao mày ôm vợ tao? Giờ nó kêu quan đâu? Tay lão ba đẩy con lẹ quá, con né không kịp. Nè. Ta nói cho mày biết nha. Dạ. Con người ta phải biết nghe. Thấy không? Dạ. Người ta nói một lần rồi là chỉ là đờn thải tay trâu vậy đó. Dạ thưa ba mẫu hãy nghe con trình bày sự thật. Đúng lý ra là con không có gặp tiểu thơ đâu. Nhưng mà này cái đêm vừa rồi á, tiểu thơ có hẹn con rõ ràng. Tiểu thơ nói á, trước đó đó là tại vì có cha mẹ cho nên á mới nói những lời vậy thôi. Chứ còn cái tờ chị Phúc Vô á, nàng không bao giờ quên bỏ được. Thấy chưa bà nghe không? Không thấy được. Dạ. Ta nói nhà ngươi được biết. Nếu nó không thì hãy kiếm màu đời khỏi già. Duyên cơ sắc mãi nợ nghe đừng chạy. Đây là con gái của cành già cứ chạy. Chơi lắm chuyện gì ba nói gì? Bao lời bá mẫu bài phân, con đây đã tận tường trước sau. Và con
sau này sẽ không dám làm phiền lòng ba mẫu nữa đâu. Cha chấp nhận cho hai đứa con nắm tay nhau và dùng. Trời ơi, sao đâu cũng có bà như vậy? Và muốn sao? Tôi nói cho ông biết nha. Sao? Mỗi sự là tự nơi ông. Tôi đã đuổi đi khỏi mà ông lại chưa. Nó thay đổi tôi hoài à. Trời ơi, sao vậy? Tôi nổi cáo lên rồi không biết chưa. Nổi gì? Đừng. Ông tôi bà nói ơi, cho hay nha. Em à, ơi. Sao? Anh nói em nghe nè. Thôi bây giờ ngày xưa hai đứa mình cũng yêu nhau tha thiết. Em ấy gì anh hay gả nó cho thằng Đinh Phong đi. Gì vậy? Gả, gả. Làm gì? Bà làm cho bà quýnh tôi. Tôi cho ông biết nha. Hôm nay mà đến đây nó ôm con gái tôi là mọi sự cũng tự nơi ông. Gì? Tôi cho ông biết tôi không có nhịn ông. À. Ông dám liệu hồn tự gì nơi ông. Thế cho nên mẹ chặt 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 chặt. Tôi hả? Hả? Hay không? Tôi nói cho ông biết hả? Bây giờ bà gả không? Không. Không gả, tao gả. Dạ. Ngày mai cô sẽ bước lên xe qua. Mẹ. Còn nếu mày không muốn lên xe qua thì mẹ mày sẽ bước lên xe qua. Gì? Gì? Ông gả tôi lần nữa hả? Như cái chuyện tình cảm tên bà xí gì hoài vậy? Tôi cho ông biết. Bây giờ tôi không thể nào nhịn ông nữa rồi. Tôi tức lắm rồi. Tôi phải cho một bài học. Cũng dạ, tự vì ông. Con bà, con bà. Tại sao? Ông nỡ lòng nào? Ông ham nghèo, ông bỏ vào. Tôi cho ông biết, tôi không có nhìn. À, bây giờ giữa tình cảm tôi bà xía vậy phải không? Bà ở đây xin xử chết tôi xanh. Mời bà, vô. Mẹ, cha ơi. Vô, quê. Trời ơi. Lão ba đứng dậy đi. Lụm đây. Đừng có gì con. Đừng có gì con mà lão ba. Lão ba phải như vậy. Thôi thôi thôi. Ông lợi dụng tình nghĩa cho mình được đoạn kể từ đây. Thôi đi đi. Hãy đi đi. Đã bao ngày anh ngồi đêm sau đứt bay gầy bước trên bờ vai. Tôi mày nữa kìa bà. Trời ơi. Bà ông lụm tôi lụm. Lâu ngày ông lợi dụng, ông nỡ nào ông để tôi một chút xíu vô đây. Em ơi, đó là lời tỏ tình dễ thương đó em. Anh ơi, đây là dấu ấn không phai. Vậy thì đêm nay anh đưa em, anh đưa em vô chùa. Chùa hôm nay cũng suối. Em xin theo anh về. Về. Đinh Lan ơi, chàng đâu rồi Đinh Lan? Ở cái lúc mà sao kỳ vậy kìa? Tự nhiên hứa hẹn với người ta xong canh ba sao không thấy? Rõ ràng là hẹn ở đây mà. Nói gì mà sao không? Nãy giờ đứng đợi rồi. Bây giờ đúng canh ba rồi. Chỉ có việc ôm vô thôi. Chứ không bao giờ hù nữa. Tố Hoa Nương ơi, đợi chờ ta lâu lắm không? Nàng không gặp ta không? Tố Hoa Nương. Tố Hoa Nương ơi, ta biết canh ba nàng đợi ta lắm không? Trời ơi, ta cũng mong chờ gặp nàng lắm. Tố Hoa Nương ơi, Tố Hoa Nương ơi, đã từ lâu ta chờ đợi nàng mới được ôm giờ này. Trời ơi, buông ra chợ cắn mà muốn buông đó. Tố Hoa Nương. Trời ơi, sao tự nhiên cắn ta vậy Tố Hoa Nương? Vụ gì? Ôm mạnh quá rớt rồi nè. Trời ơi, ôm mạnh cái đứa sợ dây nói à. Nè hả Tố Hoa Nương? Ta nè. Ông là ai? Ta là Trương Lan.
Nàng sao vậy? Hả? Nàng bệnh hả? Buông ra! À, trời ơi! Cái này tán thiệt à! Tự nhiên đánh ai vậy? Nè! Tại sao dám nựng mặt tôi? Trời, nàng hẹn tao ra canh ba đây đi. Hẹn. Bây giờ canh ba đúng rồi. Tao đến đi. Nàng quên rồi sao tối phải, không? Tôi có hẹn. Ờ? Nhưng mà tôi không có hẹn với ông. Tôi hẹn với ai? Tôi hẹn với tình lang của tôi. Trời ơi! Người đàn bà phủ phàng. Tại sao hẹn với tao mà còn hẹn với người khác là tại sao? Tụi qua nương, nàng nổi lòng là... bà phủ. Ây da, trời ơi! Nữa hả? Ông mà bước tới, trời ơi, sao mồ hôi không vậy nè? Ông mà bước tới nữa là tôi tán lần nữa đó. Trời ơi, nếu mà nương ơi, nàng nỡ nào phụ bạn tình ta sao tốt quá nương? Nè, tôi có yêu ông hồi nào đâu, mà ông nói là tôi phụ phàng với ông. Tốt quá nương, tốt quá nương ơi, nàng nỡ phụ bạc tình ta sao? Nàng có biết không, tốt quá nương. Ngày đầu tương kiến, ta đáo điên tâm hồn đi nàng, mắt lòng lạnh à sang à người như ngàn vì sao, mì uống công như liêu, môi ghi tờ hoa đào, thề với ai suốt đời đôi giời như chim liền cánh, nguyên hương mãi mãi bên nhau. Mà tại sao bây giờ nàng muốn bỏ tình ta hả? Tôi đi chưa nương nói có tình nào. Tôi nương. Tại sao nàng nói ra thốt những lời như thế, trong khi trái tim ta đã dâng trọn cho nàng? Thôi, đừng nhiều lời gian xin. Hoa nương, chứ yêu thương đã một người ơi. Tôi nào nói lời yêu đã già kia cùng người. Hoa nương, mong gặp nàng yêu mình, mà sao ai nỡ tâm dòng tình. Nàng ơi nhớ thương xót xa nào lòng ta. Số ba đứa thôi, lời vàng tôi đã thô, tình này tôi không trao. Trái tim yêu tôi trao về đình công, tình này đã
bán đường xa. Còn nàng thì ấm êm nơi lầu vàng hương ca. Thì người trai chung thủy và cô gái giống tình đã hiểu nhau rằng trọn đời xâm thương ly cánh. Gặp lại người yêu mến rồi nẻo vang xa dặm ngàn sương gió, ta sẽ một mình thương nhớ bạn tình chung. Ông đi đâu? Tôi sẽ đi, vì nàng không yêu tôi sẽ đi. Ông đi hay là ông chết? Đi tìm chỗ chết. Hả? Đâu cần phải đi tìm, chết ở đây đi. Trời đất ơi, Vũ Hoàng kìa. Trời ơi, người yêu gì mà thấy người yêu mình chết mình ở chết tại đây. Ta không muốn chết tại đây vì nhiều người chứng kiến. Cho cái chết cũng vì tình mà chết. Ông nói phải rồi đó. Tôi nghĩ lại rồi, ông chết ở nơi đây á thì gia đình tôi sẽ mang tiếng lắm. Mang tiếng là ông chết đâu á, mà cái thân của ông chết trong gia đình tôi, nói là gia đình tôi giết người. Hồi đó nàng đâu có gì đâu. Sao bây giờ nàng Vũ Hoàng? Tôi nàng... không yêu ông, đừng có bước tới tôi tán thêm lần nữa đó. Nàng ác độc với ta quá vậy. Hồi đó nàng yêu ta lắm mà sao giờ nàng ác độc nàng đòi ta chết. Được rồi, ta sẽ chết. Chết bằng cách nào? Ta sẽ chết. Chết đâu? Ta sẽ chết. Rồi, có chỗ chết rồi. Chết ta đâu? Sẽ nhảy xuống đây, ta chết. Chết đi. Chết. Khoan. Hay không biết cản liền đâu. Giả bộ đây là cũng cản à. Tố qua được. Chúc công tử. Hả? Chúc công tử thiêu diêu miền cực lạc. Hả? Tôi hết rồi. Như vậy là không còn gì nữa. Tình nghĩa quen nhau 5 năm mà bây giờ nở phủ hoạt tình nhau. Thôi rồi, ta biết rồi. Ta sẽ... Cái này chết được không ta? Cái này đâm vô đây chết được không ta? Không được. Kiếm cái khác. Ở dưới có ai? Có ai có món gì để ta chết cho nó đẹp không? Không có ai hết. Thôi thì đành tìm vậy thôi. Có rồi. Sao? Cây bút. Ai? À, cây bút của Đinh Phong công tử, đừng có lấy. Hả? Trời ơi, không nỡ yêu ta. Người đẹp trai, trẻ đẹp, duyên dáng, mặc đồ đẹp nữa mà không yêu. Yêu cái thằng rách rưới áo ôm mà yêu. Nè, công tử đừng có nói vậy nha. Sao? Người ta rách rưới như vậy nhưng mà người ta có lòng nhân từ. Người ta hiếu học. Ta không nhân từ à? Lúc nào ta chung thủy với nàng không nhân từ hay sao? Nhân từ cái gì? Hẹn hò gì đâu mà leo rào vô không? Tại vì cha mẹ nàng khó quá, không leo rào lấy gì vô. À vậy hả? Ừ. Ừ, thôi nè, có chết đi đâu chỗ khác chết đi, đừng chết đây rồi nha. Chết hả? Ừ. Được rồi, ta sẽ chết. Có ý, không? Cha mẹ đơn. Ông bà đó, dọ. Bị giạt. Trời ơi, tự nhiên cái hẹn đâu. Đi anh. Sao Đinh công tử đâu không đó, tới lửa, mà tự nhiên cái ông này không tới làm người ta đi lửa thủi sợ muốn chết luôn à. Chị, dạ. Em mất rồi. Chân bước đi lòng nghe nát tan. Giờ phải xa nơi này. Ai kia không nghĩ thân ta ở lại mà chi. Giờ thank you.
nàng đừng nhìn ánh mắt ta như thế nữa. Sao vậy? Ánh mắt kỳ quá. Ủa sao là kỳ? Bình thường cũng vậy mà chàng. Thôi, ta biết số phận của ta rồi. Thôi, nàng, xin giả biệt nàng. Ta không làm phiền giận nàng nữa đâu. Đinh Lăng, chàng đành lòng xa đi để em một mình đơn côi. Sao lại nỡ phụ dâm đã hẹn cùng nhau nơi này gặp nhau. Sao ai kia lời mới phân qua ta đây à, là lùng mà thay nàng có tình tâm hay là còn ở trên mây, sao nàng cứ nói a gì à? Nói gì? Sao vậy? Nói chi những lời lạ lùng? Lạ lùng, lạ lùng là sao? Thiếp không có hiểu gì hết á. Chàng nói gì kỳ vậy? Thiếp gặp chàng cũng bình thường mà, cũng yêu thương chàng nè, chờ đợi chàng. Chàng hứa canh ba, gần đến canh tư rồi, chờ hoài, chờ mỏi mòn luôn à. Trời đất ơi, 6 tháng nắng, 6 tháng mưa ai chịu nổi. Bà con cô bác nghĩ lại mà xem. Vừa rồi nói chuyện tầm mà lâm, rồi bây giờ lại nói tiếng yêu đương thật tình tôi không hiểu ra sao. À, thiếp hiểu rồi. Gì? Xin chàng yên tâm dừng già, đó chẳng qua là bởi vì con tỳ nữ nó báo lại với cha mẹ già. Trời ơi thôi, tôi sợ rồi những lời nói của cô. Vừa rồi cũng nói sợ cha mẹ của cô, rồi bây giờ lại nói chuyện đưa tình. Trời ơi tôi khó xử vô cùng. Xin ra chàng bớt cơn thịnh nộ, nghe thiếp một bài phân. Chàng biết sao đừng có giận nghe thiếp nói nè. Đừng có giận mà nhìn mắt lạ lắm phải không? Tại vì chàng nhớ không, hồi lúc ở Hồ Thủy Tạ đó, đã hẹn rồi. Mình hẹn là canh ba gặp mặt, mình đã nói với nhau rồi. Trước mặt đó coi như không có chuyện gì hết. Thì đúng rồi. Nhưng mà để cho chàng yên tâm học. Tại vì đang nói chuyện với chàng lúc đó cái... À, con nô tỳ. Nô tỳ nó rình nghe. À, thì ra là nô tỳ nó rình nghe. Rồi dạ, sao nữa? Nó rình nghe cho nên thiếp sợ. Thiếp sợ nó đem cái chuyện của thiếp với chàng nói cho mọi người biết. À, thì ra là vậy đó hả? Dạ, cho nên thiếp mới giả giờ thiếp nói là nó mới lén kịp cha mẹ thiếp tới. Ờ. Bây giờ thiếp thấy cha mẹ từ xa rồi thiếp mới nói ý cha mẹ tới. À, có nghĩa là thấy cha mẹ tới là phải đổi qua liền vậy đó hả? Chứ không phải cha mẹ say nghĩ tầm sao? Trời đất ơi, ông sống ngộ vậy ta? Chàng ơi, sao có kỳ vậy ta? Sao hiểu không nổi vậy? Bây giờ bây giờ tính bỏ đi mà đi không nổi nữa là kỳ vậy ta? Đừng bỏ đi mà, chàng đi rồi thiếp sống ở đây một mình với ai? Thôi, như vậy là ta đã hiểu nàng rồi. Đinh Lan, chàng đã hiểu rồi, chàng đừng có rời xa thiếp nghe. Chàng phải yên tâm học ôn nhuận kinh sử, nhớ nghe chàng. Thú qua nương. Đinh Lan, ông đôi hai sắc son bên nàng ngàn đôi phong bao nhòa, tình ta tình nàng ngàn đời không phai, tình duyên tình ta chúc mãi. Chữ sắc son khác ghi ngàn năm. Chúng ta hát mừng bài ca. Tối ngày gì vậy? Vui quá. Tại sao
Hả? Trời đất ơi, tôi đã cấm rồi. Kêu em ra. Cái này cũng tại ông hết trơn. Ông cho nó ở lại sau nhà. Sao? Thấy không? Đói thừa tôi. Cho nên giờ phút này nó hẹn hò với con gái mình, nó dụ dỗ con gái mình. Trời đất ơi, Na ơi là Na. Kêu không đúng tên ông rồi nè. Cái gì? Nina. Nina. Bà kêu con có chuyện gì? Ta biểu nhà mi tối ngày phải theo cận kề bên cô con. Thấy không? Không được thả lỏng cô con. Tại vì sao? Con để cô con ra ngoài này để gặp với nó. Hả? Ra ngoài quê riêng này để gặp nó là nghĩa làm sao? Bà nói tôi. Trời ơi, bà biểu con theo sát cạnh bên cô con theo tối ngày bên phòng cô đang ngồi một đọc sách mà. Bà nói gì kỳ vậy? Nina. Nina. Đọc. Nina cô. Chuyện gì ông? Mày chả cho tôi giải mặt mày à. Mày hỏi ý cô, mày bà hỏi ý con bà kìa. Cái gì? Ý hỏi nè. Con bà. Thấy chưa? Yeah. Hả? Trời. Cô yeah. Đây hả? Còn cô con gì nữa? Cô nào trong phòng đọc sách? Bà nội mẹ chồng á. Trời ơi ông ơi. Cô mẹ đây rồi, cô bà nào đó? Có bà ngoại mày á. Ông nội còn tao ngoại. Bởi vậy tao nói là thế không bay vậy thiệt. Thiệt. Tao nuôi mày uổng khôn quá mà. Không ngoài kia là. Đây con nói chuyện với bà ta. Mày nói này xong rồi tôi bà đuổi ra khỏi nhà nha. Con nói thiệt với bà con tự ái lắm. Sao? Dù sao cũng còn con gì ở đỡ của con chứ. Ông bà cái chữ bà nội bà ngoại con hoài con sao chịu nổi. Bây giờ con lấy bỏ nhà con ra đi nhưng mà không được, cái chuyện này con phải ở lại đây. Tao hỏi mày. Dạ. Tao biểu mày giữ cô mày. Bây giờ cô mày đứng đây mày nói, còn cô nào trong phòng? Hả? Giữ rồi con mới ở trong phòng ra, cô con đang ngồi đọc sách. Đây, không, hai. Rồi bây giờ mày đừng có xả. Không, không, bà tôi nói bà nghe. Ông tin không? Ê, đây nè. Ông tin không? Ông tin không? Mày nói ai mày mày? Con kêu bằng ông. Nó nói là cô ở đây. Ông. Còn một người ở trọng nữa. Một người ta biết tên gì rồi. Ai? Mày Nina, ở trọng là Nunu. Trời ơi, tức quá, ông bà nó còn vô kêu cô ra. Kêu qua đi. Ủa, gì vậy? Ủa, trời ơi, nhà này loạn hết rồi. Mẹ. Nói này. Ba, nè. Đây nè. Nhìn em. Mới đứng đi đâu rồi con? Mẹ gọi con điều chi vậy mẹ? Mẹ. Hả? Hả? Gì vậy? Ủa sao vậy? Bà này bà bị nhũng não nè. Mẹ. Trời ơi. Mẹ. Nàng kia. Đây. Nàng kia. Ai nàng vậy? Lại. Nàng lại. À, mày dám vào nhà ta. Dám vào nhà ta chứ. Nhà này nhà của ta. Nhà này là nhà của ta. Nè mẹ. Mẹ. Nè. Mẹ. Nè. Mẹ. Nàng kia. Hả? Nàng này. Nàng này. Mẹ. Là con ta. Mẹ đúng rồi đó mẹ. Con nàng kia. Con là con của mẹ nè. Tú và nương nè. Nàng này cũng là con ta. Con nàng này là con ta. Nhà này loạn rồi. Trời ơi, đây là đâu thế nhỉ? Mẹ. Kẻ quạt. Đây mẹ. Là con. Con là mẹ. Con, con là con của mẹ. Con là con của mẹ. Mẹ ơi. Mẹ bà. Trời ơi. Đừng đừng tét bà. Tét bà. Na na đỡ bà con ngồi. Bà tỉnh đi bà ơi. Bà. Trời ơi. Trời ơi, trời nhà này có kỳ cục vậy. Bây giờ. Quanh hương. Dạ. Na con. Dạ bây giờ ông sao? Tại sao nhà kỳ cục vậy? Con. Dạ, ta có mờ không? Hả? Dạ mày xí ra. Dạ con là con của cha nè. Đúng rồi. Quanh hương phải không? Dạ. Đúng rồi. Con nè. Dạ con là con của cha nè. Hả? À nói nè. Dạ. À, hả? Con nè. Ông. Tôi biết rồi. Sao? Tôi biết rồi. Biết gì? Con nhỏ này là con ruột của tôi. Ờ. Mẹ. Còn con nhỏ này. Mẹ ơi. Ông lấy bà nào? Ông giấu tôi. Bây giờ đẻ ra hai đứa giống hệt với nhau. Là nghĩa là. Mẹ. À. Hả? Ôi da. Mắt bà bộ xúc đường chỉ hả? Hai đứa giống nhau mà nói tôi lấy bà nào? Đưa cho tôi coi coi. Bên đi. À bà ơi bà. Mẹ có một rùi, nó son, nó son, nó một rùi. Ông thấy sao? Bà nhớ là con mình nó có vết gì hồi giờ bà đẻ ra bà thấy nó có gì một rùi. Ông nói tôi nghe ông nhớ không? Mẹ thì con tôi sanh tôi biết nó có cái rùi son. Bà giữ nó lại. Rốt rùi son. Một rùi ở đâu nằm đâu? Nó nằm rồi sao óm? Bà lỡ coi coi. Trời ơi tôi quên. Trời ơi đừng mong mẹ. Ờ trời ơi mẹ đét ơi con gái của tôi. Đâu rồi đâu rồi. Mẹ con là con của mẹ nè. Nó có gì nó có gì sao? Nó có mày sao? Một rùi đâu? Rùi đó. À,
nó có một rùi nè. Mày có một rùi không? À, nhìn nè. À, nó cũng có một rùi nè. Nè, nè. Mà nhìn coi, tôi cũng có một nè. Một nè thấy không? Một cốc á, một cốc. Không có một cốc. Một nhỏ. Đâu là con của mẹ nè. Đúng rồi, con của mẹ nè. Con ơi, bà ơi, con ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Trời ơi, tại sao? Cha ơi, cha ơi, con là con của cha nè. Con của cha nè, cha. Trời, đừng rộng luôn. Thôi, thằng này, tôi xin mày biết rồi. Mày biết nào vậy? Đứa nào là vợ mày mà nhìn tao ơi. Mày nhìn coi tao giờ tao bả già nhìn không được. Nhìn đi. À, dạ nhìn. Dạ nhìn. Kẻ nào nhìn? Ai? Tao biết mày lớn rồi. Chuyện gì xảy ra? Trời đánh tôi má ơi. Ai, chuyện gì xảy ra? Cứu em với. Trời ơi, chứ tao biết lúc này mày lên rồi. Trời, trời ơi, bà ơi, con nói bà nghe nè. Ông có sao không ông? Bà ơi. Ông ơi. Trời ơi. Ông ơi, đi vô ông ơi. Trời ơi, trời đánh tao trời ơi. Trời ơi. Nhà này yêu quái. Trời ơi, bà Hoàng. Bà dạ. Dạ. Không thấy được rồi. Mày thấy gì là không dạ, được. Đúng rồi. Mày lại mày nhìn coi ai là con mày. Đúng rồi, con theo cô xác minh, con nhìn con biết cô. Ờ, con rồi. Đứng đứng sao rồi. Tự nhiên cô nè em nha. Cô nè. Cô nè em. Gì vậy? Trời ơi. Mày nhà nè. Trời ơi ông nội mày. Okay. Ta nè. Ta nè. Không có giờ nữa đâu, đừng nhìn nữa. Trời ơi. Nhớ không? Hồi nãy mới ngồi đọc sách đó. À, đúng rồi. Thôi. Nhi. Thôi. Chúng bay là lũ quỷ ở tận rừng sâu, ở tận núi. Chưa. Như anh em một nhà. Ôi, mày chưa? Để con nhìn xíu, ông sao kỳ, ông hỗn láo quá. Sao con? Bây giờ con nói bà nghe nha. Con nhìn là rõ bóc luôn. Rồi sao? Nhìn đây. Người nào? Trời ơi, con tôi nhìn không ra mà ở đó nó nhìn ra. Con nhìn là rõ rõ. Cô nè. Cô là sao cô? Trời, không nhìn ra cô nữa. Mà rõ ràng hai người ấy cũng là cô. Bà ơi. Làm sao con? Con nhìn thấy kỹ rồi bà ơi. Thấy sao? Mắt con đã qua rồi. Bên đây cũng là cô con. Bên đây cũng là cô con. Hai người không ai là Tố Anh Hương cả. Mà con biết Tố Anh Hương ở đâu rồi? Ở đâu? Người đó không ai xa lạ, chính là con. Tôi nói không được. Ông, cái chuyện này tôi không được rồi. Như lại nhà mình đây đã loạn lên rồi. Biết đâu chừng nhà mình có yêu quái. Ghê không? Bà ơi, coi chừng bà. Yêu quái. Ơi, yêu quái, ông ơi, con sợ ông quá ông ơi. Sao quái? Ê, 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 đừng lợi dụng cái mày đừng là bỏ mày lợi dụng. Mày lợi dụng mày ôm chồng tao mày. Trời ơi, ông già ông có. Bà ơi, con sợ yêu quái. Con sợ yêu quái, ông ơi, con sợ hả? Bây giờ ông nghĩ cách nào? Tôi thấy rằng... Ờ, sao? Nina! Dạ! Yeah. Mày nhốt cô mày vào phòng số 1! Đây! Cha mẹ! Đi vô! Cha mẹ con là... Con... Đừng bên đây! Nina! Dạ! Mày nhốt cô mày vào phòng số 2! Dạ! Mẹ, cha! Dạ ông! Còn ai nữa? Rồi sao? Đây có phải là yêu quái phương nào? Không. Thiếp này chàng. Anh nhìn kỹ coi. Nina. Dạ. Mày nhốt qua vào chuồng heo. Ê. Trời ơi, không. Ủa, sao vậy? Anh đừng làm vậy. Sao nhốt qua chuồng heo? Tại sao? Rồi. Gì nhốt qua được ta? Nhốt ổng vô chuồng bò. Giờ nhốt ai? Nhốt ông này. Thôi thôi, quýnh tôi hoài rồi. Giờ nhốt ông, ai đây? Tôi thấy bây giờ vậy nè. Ông, ông hãy đại diện cho cái mặt bự của tôi. Ông đi xuống với quan. Ông đầu cáo quan, ông kêu quan phân xử.
nhờ quan phân xử. Thấy sao đúng rồi ông? Bà hãy an tâm ông lại chờ tôi.